Rồi xin chào các anh em đã quay lại kênh của Danh Blog. Video ngày hôm nay Danh sẽ báo giá xe cũng như là Danh sẽ quay sơ lược 4 chiếc Winx này cho anh em tham khảo nha. Trong đây thì có 2 chiếc Winx V2 nha các bạn và 2 chiếc Winx V4. Ở cửa hàng Honda Thành Phát 2 thì Winx V2 vẫn còn hàng nha các bạn. Phanh ABS nha. Một chiếc màu đỏ và một chiếc màu đen là phanh ABS nha bạn nghe các bạn. Còn 2 chiếc ngoài bìa là Winx V4 nha. Danh sẽ báo giá để cho anh em tham khảo luôn nha. Chiếc Win đầu tiên Danh sẽ báo giá Win V2 nghe các bạn. Win V2 là nếu mà lăn bánh luôn là trên dưới khoảng 29 triệu nghe các bạn. Trên dưới 29 triệu nghe các bạn. Giá xe này nó không có chính xác 100% được nên anh em thông cảm nha. Danh chỉ báo giá để cho anh em tham khảo thôi nha. Lăn bánh luôn là trên dưới 29 triệu dành cho những anh em có hộ khẩu tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Giá này là anh em tham khảo nha, chứ không chính xác nha các bạn. Anh em thông cảm nha. Rồi đó là trên hai chiếc Winx V2 cái phiên bản ABS nha. Còn đây là phiên bản V4 nha các bạn. Màu trắng đen V4. V4 này màu trắng đen này thì nó là phanh thường nha anh em. Thì giá lăn bánh luôn là trên dưới 39 triệu nha các bạn. Trên dưới 39 triệu nha. Tùy theo từng thời điểm nha anh em, có thể là lúc thì nó trên nó 39 triệu, lúc thì nó có thể là nó 38 triệu mấy trăm thì nó dao động khoảng đó nha các bạn. Còn chiếc Winx mà bên trái màn hình của các bạn nó xem chiếc mà bìa màu phiên bản HRC á, là đây là cái phiên bản phanh ABS nha anh em. Giá lăn bánh luôn là trên dưới khoảng 41 triệu nha các bạn. Trên dưới 41 triệu nha. Anh em tham khảo giá nha. Rồi đó là giá của 4 chiếc Winx này mà Danh vừa báo cho anh em. Anh em tham khảo nha. Còn quay đây các ngoại hình của nó thì anh em thấy là theo ý kiến của anh em thì anh em thấy V4 đẹp hay là V2 đẹp. Còn riêng ý kiến của Danh thì anh thấy chắc ăn là V4 đẹp hơn rồi. Còn ý kiến của anh em như thế nào thì anh em bình luận nha. Mức tiêu hao nhiên liệu thì anh em thấy là V2 thì nó 1.7. Còn V2 nè, 1.7, còn V4 của nó thì nó tới là 1.98 nha các bạn, nó ăn xăng hơn nha. Tại nó đời mới mà. Rồi. Đó là cái giá Danh báo để anh em tham khảo. Còn anh em chọn thích cái mẫu xe nào V2 hay V4 thì anh em lựa chọn nha. Còn V3 thì hãng vẫn còn nha các bạn, V3 ở trong kho. Còn này là V2 và V4 thôi. Rồi chào anh em nha.